Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ cảng 2 vùng 3 Hải quân Đà Nẵng, trải qua 2 ngày đêm hành trình trên biển, sáng nay tàu KN390 vùng 3 Hải quân đã đưa đoàn công tác đến điểm đảo đầu tiên, đảo Sông Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là đoàn số 6 ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa từ đầu năm đến nay. Đoàn công tác Đà Nẵng có 50 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên làm trưởng đoàn. Đảo Sông Tử Tây là một cồn san hô trong quần đảo Trường Sa, thuộc xã đảo Sông Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo rộng 12 hectare, là đảo lớn thứ 6 tại quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam quản lý. Đảo có nhiều nước lợ thuận lợi cho việc sinh hoạt. Nhiều hộ dân trên đảo nuôi trồng nhiều loại gia súc, rau quả. Ngoài ra, đảo có trạm khí tượng thủy văn của Nam Trung Bộ, âu tàu với hàng trăm tàu cá công suất lớn, là địa chỉ an toàn cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ, cùng một trạm dịch vụ sửa chữa, cung cấp dầu diesel, nước ngọt cho tàu cá của ngư dân. Đến thăm quân và dân trên đảo Sông Tử Tây, ngoài việc gửi tặng quà của cán bộ và nhân dân thành phố, đội văn nghệ xung kích nhà hát Trường Vương Đà Nẵng còn mang lời ca tiếng hát để giao lưu với các chiến sĩ trẻ ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Sau buổi giao lưu, gặp mặt đầm ấm tình quân dân, đoàn đã đến viếng chùa và thăm các hộ dân sinh sống trên đảo. Mục đích của chuyến đi đoàn này của đoàn Đà Nẵng là thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, động viên các chiến sĩ và nhân dân làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và thân yêu của Tổ quốc chúng ta. Và đoàn cũng mang đi các thông điệp gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa một niềm tin tưởng vào cái chủ quyền biển đảo, cũng như là cái chúc các quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Đối với nhiều thành viên trong đoàn lần này, đây là lần đầu họ được đặt chân đến nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Đây là trải nghiệm quý giá và cũng là cảm xúc khó quên. Lần đầu tiên cảm giác đi Trường Sa, tôi rất là vinh dự và rất là hạnh phúc. Tâm trạng rất là vui vẻ và sẵn sàng đến thăm các chiến sĩ Trường Sa. Chiều cùng ngày, đoàn công tác số 06 tiếp tục hải trình đến 11 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà Giàng DK1 Quế Đường theo kế hoạch.